Hôm nay tôi sẽ quay cho các bạn gương mặt của một thanh niên mang chim đi học. Đã thế ngồi trong lớp lại còn nghịch chim. Một mình nghịch chưa chán, lại còn rủ bạn bên cạnh nghịch chim cùng. Thế là thành ra trong một tiết học là ba bạn cùng nghịch chim của Hoàn. Hoàn mang chim lên thì xem nào. Con chim thì bé tẹo tèo teo. Cất ngay chim đi. Lần sau không được mang chim đi học nghe chưa. Bạn Khang cất chim đi. Bạn Quân không được nhìn chim của Hoàn nữa. Lần sau phải cẩn thận. Chim phải cất ở nhà. Vớ va vẩn.